Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn huyện Lục Yên đã xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò tại xã Minh Tiến với 6 con bị bệnh. Ngành chuyên môn của huyện cũng như chính quyền các địa phương và người dân đang tích cực triển khai các biện pháp khoanh vùng dập dịch, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Gia đình ông Hoàng Văn Vị ở thôn Khao Nghiềm, xã Minh Tiến, huyện Lục Yên nuôi bò đã hơn chục năm nay. Có thời điểm đàn bò của gia đình ông lên tới hơn chục con. Những ngày gần đây, đàn bò của gia đình vẫn khỏe mạnh, ăn uống bình thường, nhưng trên da nổi cục và ngày càng nhiều hơn. Ông Vị đã thông báo cho chính quyền địa phương và được ngành chức năng tuyên truyền vận động ông đã đồng ý tiêu hủy con bò bị bệnh để tránh lây lan. Cái bệnh này rất là lạ, tôi chưa biết là nó kiểu gì. Thế thì từ lúc phát hiện ra thì tôi thấy nổi cục thì họ bảo sao con bò nhà anh có cái cục gì đấy. Thì tôi mới xem là cái này tôi cũng chưa thấy bao giờ. Đấy. Thế cho nên là trong sau đó thì tôi mới báo cáo chỗ thú y về kiểm tra. Thì hôm sau tôi đã cách ly 4 con rồi, để cách ly chỗ khác, để riêng con này ở nhà thôi, để cắt cỏ rồi là cho nó ăn tại gia đình, tại chuồng. Khi thấy bò xuất hiện viêm da nổi cục, ông Hoàng Văn Ngộ, thôn Khao Nghiềm, xã Minh Tiến, huyện Lục Yên đã cách ly bò bị bệnh. 4 con bò khác của gia đình ông cũng được chăn thả riêng, không cho tiếp xúc với bò của gia đình khác để tránh lây bệnh. Ông Ngộ đang tích cực chăm sóc cho bò bị bệnh, cam kết không giết mổ, mua bán và sẽ tiến hành tiêu hủy nếu bò có dấu hiệu bệnh nặng hơn. Mới đầu thì có biểu hiện thì nghi là muỗi đốt thôi. Nó chỉ chấm chấm nhỏ nhỏ thì nghĩ là muỗi đốt thôi. Xã thì cũng có thấy là tuyên truyền rồi bảo là phải là trường hợp con nào nó bị thì mình phải cách ly, không cho nó là tiếp xúc với nhau đấy. Trường hợp nó có nặng thì phải tiêu hủy, nhưng mà bây giờ nó còn nhẹ thế thì còn theo dõi độ 2-3 ngày nữa. Thì gia đình thấy trường hợp nó thế nào thì mới báo lên cấp trên ạ. Hiện nay trên địa bàn huyện Lục Yên đã xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên bò ở xã Minh Tiến với 6 con mắc bệnh, trong đó tập trung ở thôn Khao Nghiềm 4 con và thôn Trang 2 con. Ngay sau khi phát hiện, Ủy ban dân huyện đã ra công văn hỏa tốc về việc khẩn trương phòng chống dịch bệnh. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển nông nghiệp huyện và xã Minh Tiến kiểm tra xác minh, nhanh chóng khoanh vùng, thực hiện các biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh, không để lây lan trên diện rộng. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống dịch bệnh, kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ gia súc, phát hiện và xử lý nghiêm đối với những hành vi mua bán, giết mổ, vận chuyển châu bò bị bệnh ra vào địa bàn. Cùng với đó khẩn trương phun tiêu độc khử trùng chuồng trại, tiêm phòng bệnh viêm da nổi cục cho đàn châu bò, thực hiện triệt để nguyên tắc 5-0 trong phòng chống dịch. Đến nay xã Minh Tiến đã tiến hành tiêu hủy 1 con bò mắc bệnh, còn lại 5 con đang theo dõi chặt chẽ. Từ lúc nhà này với nhà bá Thiệp nó về báo một cái thì thấy thế thì nhà chị cũng mang lên đồi đi xong thì cho người một người chăm sóc, tối về cũng phun chuồng trại xong rồi lấy vào chuồng nhốt, không thả giống nữa. Trên địa bàn huyện Lục Yên hiện có khoảng 18.000 con trâu bò. Do vậy, việc kiểm soát ngăn chặn bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò không để lây lan ra diện rộng là việc làm cấp bách. Bên cạnh việc triển khai các giải pháp chuyên môn, ngành nông nghiệp huyện cần tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người chăn nuôi chủ động các giải pháp phát hiện các dấu hiệu của bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò để xử lý kịp thời.